Hành trình tương lai và Ngọc Trang rất vui được gặp quý vị khán giả trong bản tin tổng hợp thứ 5 ngày 18 tháng 3. Chúc quý vị khán giả bình an và nhiều niềm vui. Ban biên tập Hành trình tương lai chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả vì nội dung một số quảng cáo không văn minh, không đúng thuần phong mỹ tục của người Việt đã làm phiền đến quý vị. Nội dung quảng cáo trên là do Google chèn vào một cách ngẫu nhiên ở tất cả các kênh trên YouTube, là quảng cáo do các cá nhân tổ chức bên ngoài hợp đồng quảng cáo với Google và YouTube. Cá nhân kênh chúng tôi chỉ là thành viên của YouTube nên không thể kiểm soát được vấn đề này. Chúng tôi sẽ cố gắng và đang phản hồi lại nhóm hỗ trợ YouTube, đặc biệt là phản ánh lại những ý kiến của quý vị khán giả đáng kính. Kính mong quý vị khán giả thông cảm. Và sau đây, như thường lệ, mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tàu hải cảnh Trung Quốc tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ tham gia nếu Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hộ chiếu vaccine mở lại đường bay quốc tế. Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La bà Nguyễn Thị Kim An. Đề xuất thành lập thành phố Sơn Tây trực thuộc Hà Nội. Kho hàng giả thương hiệu Hermes lớn nhất cả nước bị triệt phá. Bồi thường ở dự án đường sắt 135 hộ dân khốn khổ ôm đơn suốt 13 năm. Một người phụ nữ Việt Nam nghi bị chồng Hàn Quốc sát hại. Sau trận lũ lịch sử, Quảng Nam muốn chuyển đổi hơn 40 hectare rừng làm thủy điện. Lý do nhà mặt phố cho thuê chìm trong khủng hoảng. Cụ ông 70 tuổi khóa cửa tưới xăng đốt 3 căn nhà của người thân ở thành phố Hồ Chí Minh. Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục cập nhật các tin tức trên Biển Đông. Sau lần tiếp cận ngày 6 tháng 3 năm 2021, hải cảnh 5304 tiếp tục thực hiện thêm 2 lần tiếp cận các khu vực khai thác dầu khí của Việt Nam tại mỏ Hải Thạch và mỏ Lan Tây vào ngày 8 và ngày 10 tháng 3 năm 2021, tương ứng là lần thứ 6 và thứ 7. Khoảng cách gần nhất đến giàn khai thác tại mỏ Lan Tây lần lượt là 1,6 hải lý ngày 8 tháng 3 và 1,1 hải lý ngày 10 tháng 3. Đến giàn khai thác tại mỏ Hải Thạch lần lượt là 0,9 hải lý ngày 8 tháng 3 và 1,2 hải lý ngày 10 tháng 3. Khác với những lần trước đó của hải cảnh 5204, 5402 và của bản thân 5304, từ lần thứ nhất đến lần thứ 5, sau 2 lần áp sát gần nhất, hải cảnh 5304 đã không di chuyển về neo tại khu vực phía tây nam bãi Tư Chính, mà neo tại vị trí các giàn khai thác mỏ Hải Thạch khoảng 15 hải lý về phía nam, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3. Và cách giàn khai thác mỏ Lan Tây từ 8 đến 12 hải lý về phía tây nam, từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 3. Hai vị trí này cách Côn Đảo khoảng 140 hải lý, tức là đã nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo báo South China Morning Post đưa tin, mới đây trong bản kế hoạch đến năm 2025 được đưa ra tại kỳ họp lưỡng hội diễn ra tại Bắc Kinh, đã kêu gọi Trung Quốc xây dựng luật hàng hải cơ bản, một nhiệm vụ được thực hiện từ giai đoạn 5 năm trước đó. Trong bản kế hoạch viết, chúng ta phải nghiên cứu các hoàn cảnh hiện tại, giảm thiểu rủi ro và chuẩn bị cho các cuộc đấu tranh pháp lý, phải kiên quyết bảo vệ các lợi ích quốc gia trên biển. Zhu Feng, một chuyên gia về quan hệ quốc tế của Đại học Nam Kinh, Trung Quốc cho biết, trong khi kế hoạch 5 năm mới không đề cập đến vụ kiện Biển Đông năm 2016, ngôn ngữ trong bản kế hoạch này cho thấy một cảm giác khủng hoảng đang gia tăng trên Biển Đông. Ông Zhu Feng nhận định, Trung Quốc không muốn thấy một vụ kiện pháp lý khác, nhưng có khả năng sẽ có một vụ kiện pháp lý. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc chuẩn bị đang được tiến hành. Nếu Việt Nam khởi kiện, bây giờ có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ thực sự tham gia. Ngày 17 tháng 3, tại cuộc họp thường trực chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan chức năng xem xét các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp khi Việt Nam áp dụng hộ chiếu vaccine, đồng thời xem xét nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế. Lãnh đạo chính phủ nêu rõ, dù dịch bệnh thế giới suy giảm, tiêm chủng được triển khai trên diện rộng tại nhiều quốc gia và đang được triển khai khẩn trương ở Việt Nam theo lộ trình. Tuy nhiên, chủng virus mới nguy hiểm hơn đã xuất hiện, nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực. Ông cũng nhắc lại quyết tâm tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo hoạt động kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Trước mắt, Bộ Y tế cùng Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhà mạng lớn sẽ tăng cường xây dựng, cố gắng hoàn thiện hệ thống giải pháp kỹ thuật liên quan đến visa vaccine trong thời gian sớm nhất.
Thường trực Ban chỉ đạo nêu rõ chính sách cụ thể liên quan đến visa vaccine phải căn cứ vào những đánh giá tiếp theo về tính an toàn, khả năng miễn dịch của từng loại vaccine và ở từng nước, từ đó có cơ chế phù hợp trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ mục tiêu kép nhưng phải đảm bảo an toàn. Ngày 17 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim An, sinh năm 1969, trú tại phường Triềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, nguyên Giám đốc Sở Y tế Sơn La, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 360 Bộ Luật Hình sự. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra xác định bà An cùng với Bùi Thị Thu, sinh năm 1969, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, giám đốc công ty cổ phần thiết bị và công nghệ Hưng Phát; Sa Văn Khuyên, sinh năm 1960, trú tại phường Triềng Lề, Sơn La, nguyên phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La; Bùi Thị Hoa, sinh năm 1965, trú tại phường Quyết Tâm, Sơn La, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính; và Mai Anh Tuấn, sinh năm 1987, trú tại phường Quyết Thắng, Sơn La, chuyên viên phòng kế hoạch tài chính, đã có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế, gây thiệt hại ngân sách của nhà nước. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra làm rõ. Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Thành ủy Hà Nội với Thị ủy Sơn Tây chiều ngày 17 tháng 3, báo cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai đã thông tin sơ bộ tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua, đồng thời nêu phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới. Đáng chú ý, bà Phạm Thị Thanh Mai mong muốn thành phố cho phép nghiên cứu thành lập thành phố Sơn Tây trực thuộc thành phố Hà Nội trên cơ sở quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc và quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây. Bí thư Thị ủy Sơn Tây cũng đề nghị thành phố tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt kéo dài qua Đan Phượng và huyện Phúc Thọ, song song với quốc lộ 32 để kết nối với 800m trên địa bàn thị xã Sơn Tây nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và giảm tải cho quốc lộ 32. Năm 2020, thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 9,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng một người một năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 441 tỷ đồng, bằng 101,4% dự toán thành phố giao. Thị xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau gần 6 tháng trinh sát, ngày 17 tháng 3, Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan ập vào kho tàng trữ hàng hóa giả thương hiệu Hermes, LV, Chanel tại địa chỉ thôn Đại Lải, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Kho hàng rộng hơn 500m², tàng trữ hàng chục nghìn các sản phẩm, chủ yếu là túi nhái thương hiệu Hermes, một hãng thời trang xa xỉ có trụ sở ở Paris, nước Pháp. Chủ kho hàng không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hóa. Đặc biệt, một thủ đoạn tinh vi phải kể đến trong vụ việc này, đó là đối tượng sử dụng một cửa hàng trung gian tại Hà Nội, địa chỉ trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, để giới thiệu sản phẩm. Nhưng thực chất, cửa hàng này không hề chứa bất cứ sản phẩm nào. Toàn bộ hàng hóa được chứa trữ tại kho hàng tại địa chỉ thôn Đại Lải, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Theo ước tính, có tới 20.000 đến 30.000 sản phẩm vi phạm được tàng trữ tại đây. Lực lượng chức năng phải dùng tới 10 xe tải 3,5 tấn mới có thể di chuyển hết số hàng hóa vi phạm tại kho hàng này. Lô hàng vi phạm ước tính trị giá khoảng 6 tỷ đồng và được đánh giá là kho hàng Hermes lớn nhất từng được ghi nhận. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa vi phạm để mở rộng điều tra, làm rõ từ đó xử lý theo quy định. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký văn bản số 728/UBND-GPMB gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục trao đổi về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi nhà nước thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp để thực hiện dự án depo tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội. Được biết, suốt 13 năm qua, 135 hộ dân sinh sống trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đã khiếu kiện đòi bồi thường do bị thu diện tích đất nông nghiệp để thực hiện dự án đường sắt đô thị. Theo ông Nguyễn Khắc Kiên, trú tại phường Tây Tịu, quận Bắc Từ Liêm, đại diện cho các hộ dân cho hay, nguyên nhân xuất phát từ việc Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm cũ ban hành quyết định không đúng và không phù hợp quy định tại Nghị định số 84/2007 của Chính phủ.
Ông Kiên cho biết, các hộ dân đã kiên trì khiếu nại yêu cầu Hà Nội phải bồi thường bằng giao đất ở khu tái định cư nhưng không được chấp thuận. Phương án bồi thường bằng tiền đã được đưa lên đặt xuống thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được dứt điểm, gây ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người dân. Ông Kiên nói, người dân khốn khổ mệt mỏi vì phải ôm đơn khiếu kiện suốt 13 năm và không còn nghề nghiệp gì để sinh sống. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Sở Cảnh sát thành phố Gumi, tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc vừa thông tin về một phụ nữ Việt Nam nghi bị chồng Hàn Quốc sát hại tối ngày 6 tháng 3, tên Nguyễn Thị Búc, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1989, quê ở Cà Mau. Cô gái này nhập cảnh Hàn Quốc lần đầu tiên ngày 20 tháng 11 năm 2010. Được biết, chị Búc đã kết hôn với ông Lee Jae-dong, 52 tuổi, người bị cảnh sát địa phương nghi là thủ phạm trong vụ án này. Sau đó, 2 năm thì ly hôn. Tháng 1 năm 2021, chị Búc quay trở lại Hàn Quốc và tái hôn với ông Lee, song giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Lee đã đến trụ sở cảnh sát địa phương thông báo. Chị Búc đã bị đâm bằng dao vào bụng và trong tình trạng đa chấn thương. Mặc dù đã được đưa vào viện nhưng đã không qua khỏi do sốc vì mất máu. Sau khi khám nghiệm, cảnh sát đã giao tử thi cho gia quyến hỏa táng. Đồng thời, cảnh sát địa phương xin lệnh bắt khẩn ông Lee và đang tiến hành điều tra rõ vụ việc. Hiện cho cốt nạn nhân đã được gia đình đưa vào chùa Viên Ngộ ở miền Trung Hàn Quốc để làm các thủ tục đưa về Việt Nam. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa diễn ra, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua tờ trình cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 41 hectare rừng để triển khai dự án Thủy điện Sông Chanh 4, khu đô thị Cồn Tiến và tuyến đường nối từ huyện Đông Giang đến huyện Tây Giang. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 33,7 hectare đất rừng trồng sang mục đích khác để xây dựng dự án Thủy điện Sông Chanh 4 trên địa bàn hai huyện Hiệp Đức và Tiên Phước, chuyển đổi hơn 7,1 hectare đất rừng trồng sang mục đích khác để xây dựng công trình đường giao thông qua các xã A Tiêng, Bờ Hà Lê E, A Vương, địa bàn hai huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang. Chuyển đổi hơn 1,2 hectare rừng dừa nước phân tán manh mún sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Cồn Tiến, thành phố Hội An. Trước đó, lũ lụt miền Trung năm 2020 hay còn được gọi là lũ trồng lũ, lũ lịch sử là một đợt bão lũ lụt khắp miền Trung Việt Nam khiến nhiều người khó có thể quên. Đợt lũ lịch sử này đã khiến 353 người thiệt mạng và mất tích, ước tính thiệt hại về kinh tế hơn 35.181 tỷ đồng. Trong đó, Quảng Nam hứng chịu nhiều vụ lở đất, vùi lấp nhiều người, đặc biệt là các vụ lở đất này đều xảy ra ở các khu vực gần nhà máy thủy điện. Theo khảo sát của VN Express, viêm phổi Vũ Hán đã tác động mạnh mẽ đến thị trường nhà phố mặt tiền cho thuê theo hướng tiêu cực nhất trong vòng một thập kỷ qua. Kể từ dịch bệnh bùng phát năm 2020 đến nay, giá thuê nhà phố trên các tuyến đường lớn tại thành phố Hồ Chí Minh trải qua nhiều giai đoạn điều chỉnh mạnh. Đợt bùng phát lần thứ 3 vào đầu năm 2021 đã đẩy giá thuê nhà phố mặt tiền vào giai đoạn rẻ chưa từng có. Thậm chí, có không ít căn nhà phố mặt tiền đã hạ nhiệt giá thuê đến 50% so với năm 2019 đối với khách bao chọn nguyên căn. Hiện tượng giá thuê nhà phố mặt tiền rất mạnh theo những đợt bùng phát dịch, đồng thời cũng kéo theo làn sóng trả mặt bằng diễn ra nhiều ở các ngành ẩm thực và thời trang. Thạc sĩ Trang Minh Hà, Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp IABM cho biết, hiện tượng đáng tiếc này do nhiều nguyên nhân. Xét dưới góc nhìn văn hóa tiêu dùng, nhà phố mặt tiền chủ yếu được ngành ẩm thực và thời trang ưa chuộng. Đây được xem là mô hình cho thuê mặt bằng truyền thống, nhưng viêm phổi Vũ Hán như cơn lốc xoáy đã thay đổi thị trường này theo hướng tiến hóa mạnh mẽ và đào thải nhanh chưa từng có. Giới chuyên môn thừa nhận thế khó của nhà phố mặt tiền cho thuê có thể còn tiếp tục kéo dài đến hết năm 2021. Hôm qua ngày 17 tháng 3, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự ông VM, 70 tuổi, ngụ ở huyện Củ Chi để điều tra hành vi đốt nhà định gây hại cho nhiều người. Trước đó khoảng 3 giờ ngày 15 tháng 3, ông H, ngụ ở tỉnh Vĩnh Long, trú ở huyện Củ Chi, phát hiện khói lửa bốc lên tại căn nhà thuê ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nên vội đạp cửa bỏ chạy ra ngoài. Khi ông H chạy thoát ra ngoài thì phát hiện hai căn nhà bên cạnh cũng đang cháy dữ dội nên ông vội hô hoán. Ba người khác trong các căn nhà cũng tìm cách thoát ra. Sự việc được báo cho công an đã tiến hành chữa cháy và khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng điều tra.
Qua khám nghiệm, công an xác định 3 căn nhà bị cột bằng dây kẽm và có nhiều mùi xăng. Bằng nghiệp vụ, công an xác định ông M là nghi can nên mời làm việc. Qua đấu tranh, ông M khai đang sống một mình ở kế bên 3 căn nhà bị cháy. Gần đây, ông M nghĩ rằng các con và người thân không quan tâm đến mình nữa nên nảy sinh ý định phóng hỏa 3 căn nhà. Rạng sáng ngày 15 tháng 3, ông M dùng dây kẽm cột cửa trước 3 căn nhà của người thân. Sau đó ông M lấy xăng tưới lên các cánh cửa phía ngoài và châm lửa đốt cháy. Về tình hình viêm phổi Phụ Hán, tính đến hết ngày 17 tháng 3, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới, trong đó có 5 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa và 2 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Tổng số ca bệnh trên cả nước hiện đang là 2.567 ca, trong đó có 35 ca không qua khỏi, 370 ca đang điều trị và 2.158 ca đã hồi phục. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, số ca âm tính lần thứ nhất là 40 ca. Số ca âm tính lần thứ 2 là 22 ca, số ca âm tính lần thứ 3 là 82 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 36.923 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 496 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 17.396 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 19.031 người. Tiếp theo là tin tức về Trung Quốc. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc, nhau thai bán tràn lan trên mạng, được chế thành viên nang. Bão cát Trung Quốc bao trùm Hàn Quốc, hai nước đấu khẩu về nguồn gốc cơn bão. Trình duyệt của Alibaba bị xóa khỏi cửa hàng ứng dụng Trung Quốc. Trung Quốc sắp khánh thành đập vòm lớn nhất thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại Trung Quốc, nhau thai vẫn tiếp tục được trao đổi tại chợ đen nhiều năm sau khi Bắc Kinh ra lệnh cấm buôn bán mặt hàng này. Theo Global Times, những tay buôn chợ đen thu mua nhau thai bỏ đi, đôi khi còn mùi tanh từ bệnh viện, nhà tang lễ và cơ sở xử lý chất thải y tế với giá khoảng 80 nhân dân tệ một bộ nhau thai, tương đương hơn 280.000 đồng. Sau đó, số nhau thai này được xử lý và bán cho các cơ sở bất hợp pháp với giá vài trăm nhân dân tệ. Các đường dây mua bán nhau thai hoạt động khá sôi nổi trên các trang mua sắm điện tử, bao gồm Seangju, Xianzhu, sàn giao dịch đồ cũ của Alibaba. Người bán chủ yếu dùng những cái tên mơ hồ để mô tả sản phẩm của mình thay vì quảng cáo công khai rằng chúng là nhau thai. Một bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện Nhân dân số 6 Thượng Hải cho biết nhiều bà mẹ mới sinh chọn mang nhau thai về nhà để ăn. Một bộ phận người Trung Quốc, đặc biệt là người lớn tuổi, tin rằng nhau thai là thứ giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Một số người sẽ mang nhau thai đi chế biến thành viên nang, còn một số người có thể cảm thấy khó chịu khi ăn trực tiếp, và dịch vụ này đã trở thành một ngành kinh doanh ở Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc KMA mới đây thông tin, trận bão cát rất mạnh bắt nguồn từ các sa mạc ở miền Bắc Trung Quốc đã bao trùm gần như toàn bộ các khu vực của Hàn Quốc. Bộ Môi trường Hàn Quốc đã phát cảnh báo bụi vàng với Seoul và gần như tất cả khu vực, cho biết nồng độ PM10 có thể trên mức 150 microgram một mét khối ở những khu vực bị ảnh hưởng, do bụi mịn có thể gây ra nhiều bệnh và phá hoại hệ miễn dịch của cơ thể. Các quan chức chính phủ Hàn Quốc yêu cầu những người dân gặp vấn đề về hô hấp hay tim mạch, trẻ em và những người dễ bị tổn thương khác tránh đi ra khỏi nhà. Việc truyền thông Hàn Quốc cho rằng bão cát tràn qua nước này xuất phát từ Trung Quốc đã làm dấy lên chỉ trích từ mạng xã hội và giới chức Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho hay trận bão cát có nguồn gốc từ nước láng giềng Mông Cổ và lưu ý Trung Quốc chỉ là một quốc gia mà bão cát đi qua, và kêu gọi truyền thông Hàn Quốc đưa tin khách quan, khoa học. Đồng thời, các nhà khoa học Trung Quốc cũng đưa ra hình ảnh vệ tinh khí tượng cho thấy trận bão cát có nguồn gốc ở Mông Cổ, quét qua Trung Quốc và tràn xuống bán đảo Triều Tiên. Theo CNBC, trình duyệt Internet UC Browser của Alibaba đã bị xóa khỏi một số cửa hàng ứng dụng ở Trung Quốc trong bối cảnh sự căng thẳng giữa công ty và chính phủ nước này vẫn đang tiếp diễn. Cụ thể, các cửa hàng ứng dụng Android bao gồm các cửa hàng do Huawei và Xiaomi điều hành đã chặn tải xuống hoặc xóa luôn UC Browser. Tuy nhiên, một chủ sở hữu điện thoại Samsung ở Trung Quốc cho biết vẫn có thể nhìn thấy trình duyệt UC Browser trong cửa hàng ứng dụng của Samsung. Trình duyệt này vẫn có sẵn trên các cửa hàng ứng dụng của Apple.
Sự việc nêu trên xảy ra sau khi UC Browser bị chỉ trích trong một chương trình phát sóng trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vì quảng cáo y tế trực tuyến này gây hiểu lầm. Chương trình này cáo buộc trình duyệt của Alibaba cho phép các bệnh viện tư nhân đấu thầu quảng cáo trong tìm kiếm từ khóa về tên các bệnh viện nổi tiếng nhất Trung Quốc, nhằm mục đích thu hút thêm nhiều bệnh nhân đến với trang web của họ thay vì đến các bệnh viện công khác. Được biết, sự việc này diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Tập Cận Bình cho biết cuộc kiểm soát từ phía Bắc Kinh đối với các công ty công nghệ lớn trong nước chỉ mới bắt đầu. Trung Quốc sắp khánh thành đập vòm lớn nhất thế giới, Bạch Hạc Than, sau 4 năm xây dựng. Tuy nhiên, đã xuất hiện một số lo ngại về chất lượng của công trình và tác động của dự án đối với môi trường. Đập Bạch Hạc Than nằm ở sông Kim Sa tại khu vực thượng nguồn sông Dương Tử. Khi được hoàn thành vào tháng 7, nó sẽ sản xuất ra lượng điện gấp 16 lần đập Hoover ở Mỹ. Đập vòm lớn nhất thế giới này cao 300 mét, được xây dựng bằng 8 triệu mét khối xi măng. Dự kiến con đập trị giá 26,1 tỷ USD sẽ bắt đầu phát điện vào ngày 1 tháng 7. Nó có thể sản xuất ra hơn 62 TWh điện mỗi năm. Đại diện của dự án Bạch Hạc Than nói rằng dự án có thể xây dựng nhanh là nhờ ứng dụng của trí tuệ nhân tạo AI. AI được sử dụng để quản lý từ công nhân xây dựng tới kỹ sư, điều tra viên thẩm định chất lượng, giám đốc cấp cao. Tuy nhiên, có một vấn đề đã gây nên tranh cãi là có khoảng 100.000 người dân đã phải chuyển chỗ ở khỏi các khu vực bị ngập lụt do xây đập. Một số nhà môi trường học cũng đã cảnh báo môi trường sống của các loài động thực vật quý hiếm ở khu vực đập sẽ bị phá hủy khi nước bắt đầu dâng cao trong tháng này. Và bây giờ là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Ông Trump nói dự luật cải cách bầu cử HR1 là thảm họa. Ông Biden kêu gọi người di cư đừng đến Mỹ. Người đàn ông sở hữu siêu kháng thể vô hiệu hóa viêm phổi Vũ Hán. Nhật Bản tố đại sứ quán Trung Quốc, Nga trốn nộp phạt giao thông. Tăng đoàn quyền lực nhất Myanmar chỉ trích quân đội. Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán trên thế giới. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Trong buổi phỏng vấn trên chương trình Maria Patiromo của Fox News hôm 16 tháng 3 theo giờ Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng ông tin dự luật cải cách bầu cử HR1 sẽ là thảm họa cho nước Mỹ nếu nó được Thượng viện thông qua. Ông Trump cũng cảnh báo rằng nếu dự luật HR1 trở thành luật thì sẽ khiến cho Đảng Cộng Hòa cực khó thắng cử. Rất nhiều chính trị gia Đảng Cộng Hòa có cùng quan điểm với cựu Tổng thống Trump về dự luật HR1, trong đó có ông Hans Avon Spaskowski, một nhà nghiên cứu tại Quỹ Di sản, một tổ chức tư vấn của Mỹ. Ông Spaskowski nhận định rằng một khi trở thành luật, dự luật này sẽ cản trở khả năng của các bang và người dân trong việc xác định tư cách cử tri, tính chính xác và hợp lệ của sổ đăng ký cử tri, những điều nhằm đảm bảo tính công bằng cho các cuộc bầu cử, khả năng tự do tham gia và phát biểu trên sân khấu chính trị. Dự luật HR1 còn gọi là đạo luật vì nhân dân đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào đầu tháng 3 với 220 phiếu thuận, 210 phiếu chống. Luật này tìm cách áp đặt các yêu cầu của liên bang lên các thủ tục bầu cử tiểu bang khắp nước Mỹ. Cũng trong buổi phỏng vấn, cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ quyết định có chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa hay không sau cuộc bầu cử giữa năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn trên ABC News, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người di cư không lên đường tới Mỹ khi chính quyền chật vật giải quyết làn sóng di dân tăng đột biến ở biên giới với Mexico. Ông Biden nói, tôi có thể nói khá rõ ràng, đừng tới đây, đừng rời khỏi thị trấn, thành phố hay cộng đồng của bạn. Ông Biden thừa nhận làn sóng người di cư ồ ạt kéo tới Mỹ hiện nay có thể tụt được ban hành dưới thời ông Trump. Theo NBC News, ông John Hollis, 54 tuổi, giám đốc truyền thông tại Đại học George Mason ở thành phố Fairfax, bang Virginia, nước Mỹ, đã tình nguyện tham gia một nghiên cứu của Đại học George Mason và được phát hiện trong mẫu chứa siêu kháng thể có khả năng vô hiệu hóa viêm phổi Vũ Hán. Bác sĩ Lance Liotta, người dẫn đầu các thử nghiệm lâm sàng về kháng thể tại đại học này, cho biết trong máu của ông Hollis có siêu kháng thể có khả năng vô hiệu hóa viêm phổi Vũ Hán, thậm chí kể cả khi đã bị pha loãng 10.000 lần. Bác sĩ giải thích, hệ miễn dịch đã sử dụng các protein hình Y trong máu của ông Hollis để nhận diện và chống lại viêm phổi Vũ Hán. Điều này khiến ông Hollis và máu của ông là nguồn tài nguyên có giá trị để tìm ra các phương pháp điều trị tiềm năng đối với bệnh viêm phổi Vũ Hán.
Tờ South China Morning Post ngày 17 tháng 3 đưa tin, tại phiên điều trần của Ủy ban Ngân sách Thượng viện Nhật Bản, Bộ Ngoại giao nước này đã cảnh báo sẽ có biện pháp hiệu quả trước tình trạng các đại sứ quán Trung Quốc, Nga từ chối nộp phạt vi phạm giao thông. Tại phiên điều trần, các quan chức chính phủ xác nhận các cơ quan ngoại giao ở thủ đô Tokyo vẫn chưa được thanh toán khoảng 40 triệu yên, tức là khoảng 366.480 USD tiền phạt vi phạm giao thông. Theo các quan chức, chỉ có 830 trong số 3.948 trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến xe của các đại sứ quán trong năm 2018 đã được thanh toán, trong khi khoảng 3.118 vé phạt vẫn chưa được đóng. Nhật không tiết lộ chính xác số tiền mà đại sứ quán Nga hoặc Trung Quốc chưa nộp phạt. Tuy nhiên, các quan chức xác nhận những nhà ngoại giao của đại sứ quán Nga và Trung Quốc nằm trong danh sách người vi phạm luật giao thông nghiêm trọng nhất và số tiền phạt chưa nộp quá cao. Theo hãng tin Reuters, Ủy ban Nhà nước Tăng già Mahanayaka Mahana, nhóm các nhà sư Phật giáo quyền lực nhất Myanmar, đã thẳng thắn lên án cuộc đảo chính của quân đội nước này. Ủy ban cũng cho biết các thành viên của họ có ý định tạm dừng các hoạt động để bày tỏ thái độ phản kháng. Hãng Reuters dẫn lại lời một nhà sư nói với Myanmar Now rằng Mahana dự định đưa ra tuyên bố cuối cùng sau khi tham khảo ý kiến của Bộ trưởng phụ trách tôn giáo vào ngày 18 tháng 3. Nhà sư này đã tham dự cuộc họp của Ủy ban Mahana. Mahana là một cơ quan do chính phủ Myanmar bổ nhiệm gồm các nhà sư Phật giáo cấp cao có nhiệm vụ giám sát và điều hành tăng già ở Myanmar. Mahana trước đây thường hợp tác chặt chẽ với chính phủ. Trước ngày 1 tháng 2, nhiều nhà sư cũng biểu tình để ủng hộ quân đội khi quân đội cáo buộc có gian lận diễn ra trong cuộc bầu cử cuối năm 2020. Tuy nhiên, lập trường hiện tại của Mahana báo hiệu sự rạn nứt với chính quyền quân sự. Về tình hình viêm phổi Vũ Hán, thế giới trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 449.000 ca mắc mới và gần 10.000 ca tử vong mới. Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines Francisco Duque cảnh báo số ca mắc viêm phổi Vũ Hán mỗi ngày tại nước này đang gần đạt đỉnh của tháng 7-8 năm 2020 và có thể vượt mức này nếu tốc độ dịch bệnh không giảm. Cục Kiểm soát Phòng ngừa Bệnh tật và Tăng cường Sức khỏe của Bộ Y tế Philippines cho biết tốc độ lây nhiễm hiện nay tăng nhanh hơn nhiều so với những tháng trước mà nguyên nhân là do việc vi phạm các quy định phòng dịch cũng như sự xuất hiện của các biến thể mới của viêm phổi Vũ Hán được phát hiện tại Anh, Nam Phi và Brazil. Trong khi đó, Nhật Bản đã bắt đầu chương trình tiêm phòng vaccine viêm phổi Vũ Hán từ ngày 17 tháng 2 sử dụng vaccine của Pfizer-BioNTech. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã được tiêm mũi vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán đầu tiên để chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ vào tháng 4 tới. Như vậy, ông Suga đã trở thành quan chức chính phủ đầu tiên của Nhật Bản được tiêm vaccine. Dự kiến trong 3 tuần tới, ông Suga sẽ được tiêm mũi thứ hai trước khi thực hiện chuyến công du Mỹ. Khoảng 80-90 quan chức Nhật Bản cũng sẽ được tiêm vaccine trước khi tháp tùng ông Suga đến Mỹ. Thủ tướng Suga sẽ trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 vừa qua. Tiếp theo là số liệu các ca mắc viêm phổi Vũ Hán theo nguồn Worldometer. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới lúc này đang là 121.291.551 ca. Tổng số ca tử vong 2.682.559 ca. Tổng số ca hồi phục 97.823.863 ca. Vừa rồi là những tin tức cập nhật mới nhất trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Quý vị đừng rời khỏi màn hình, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng dành thời gian đến với phần nhân sinh cảm ngộ quý vị nhé! Thưa quý vị, im lặng là vàng, im lặng đúng lúc thường là sách lược thông minh nhất, là tựa đề trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Hành Trình Tương Lai sẽ kể cho quý vị một câu chuyện ngắn thú vị để chúng ta cùng chiêm nghiệm quý vị nhé! Booker Washington, sinh năm 1856, mất năm 1915, là một nhà giáo dục, tác giả, nhà hùng biện nổi tiếng và là cố vấn cho nhiều tổng thống Hoa Kỳ. Giữa năm 1890 và năm 1915, Washington là nhà lãnh đạo chính trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi và của giới thượng lưu da màu đương đại. Trong cuộc đời ông đã xảy ra một câu chuyện như thế này. Một ngày nọ, Washington đi trên đường cùng với một người bạn da trắng. Khi họ vừa đi vừa trò chuyện, Washington đã bị một người đàn ông da trắng kiêu ngạo đẩy xuống đất.
Ông đứng dậy, dùng tay vỗ nhẹ vào quần áo, không nói gì và cũng không có bất kỳ biểu hiện phẫn nộ nào trên khuôn mặt. Nhưng người bạn da trắng đi cùng đã tức giận và nói: "Làm thế nào anh có thể tha thứ cho người bắt nạt mình dễ dàng như vậy chứ?" Washington bình tĩnh nhìn người bạn và nói: "Bất kể là ai muốn làm tôi tức giận, tôi cũng sẽ không làm theo mong muốn của họ. Cách tốt nhất là giữ im lặng và phớt lờ anh ta đi." Thưa quý vị, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta sẽ thấy rằng dù nói cả ngàn lời cũng không bằng hai từ im lặng. Im lặng là một loại lực lượng to lớn, mang lại sự hòa hoãn, có thể khiến người đang tức giận bình tâm lại, có thể khiến họ nhìn lại bản thân mình. Nếu lời nói là bản năng thì yên lặng chính là bản lĩnh. Một người khôn ngoan là người biết lắng nghe, không tùy tiện nói những điều không nên nói. Người xưa vẫn có câu, nói dài, nói dai, thành ra nói dại, hay uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Có thể thấy khi người ta nói mà không cân nhắc trên dưới trước sau, lợi hại thì lời nói ra có thể mang theo sự hiển thị, phô trương, khoe khoang bản thân hoặc châm biếm khiến người nghe khó chịu. Các bậc trí giả thường kiệm lời nghĩ trước sau đó rồi mới mở miệng nói. Nhưng người nóng nảy vội vàng lại ngược lại, họ nói trước rồi mới nghĩ. Sau đó họ thường hối hận vì những lời mình đã nói và đôi khi làm tổn thương đến người khác. Những người hẹp hòi chỉ muốn nói cho bõ tức, chỉ tranh phần hơn, nhưng người lương thiện sẽ không tranh, không đấu, khoan dung với người khác. Vì ngay cả khi ngoài miệng thắng cũng sẽ mất đi lòng người, chi bằng lùi một bước, giữ hòa khí, không ai làm tổn hại ai. Những người im lặng không cần khoe khoang vì họ có cả thế giới phong phú trong nội tâm của chính mình. Sự im lặng của một số người không phải vì họ không nói, mà là nói như thế nào. Khi nào nên nói và khi nào không nên nói, họ đều đã có cân nhắc rõ ràng. Đó chính là trí huệ. Và thưa quý vị, bên cạnh mong muốn đem đến cho quý vị những tin tức cập nhật mới nhất, những phút giây ý nghĩa, bài học giá trị cuộc sống sâu sắc với phần nhân sinh cảm ngộ, 30 tập hành trình tương lai chúng tôi còn muốn quý vị khán giả luôn khỏe mạnh. Nên cuối chương trình, Ngọc Trang hay chia sẻ đến quý vị một phương pháp giúp cho cả tâm lẫn thân được khỏe mạnh. Đó chính là luyện tập khí công theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Môn khí công của Phật gia này không phải ngẫu nhiên, được hàng triệu người trên thế giới yêu thích tập luyện, giúp cải thiện tinh thần và sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và âu lo, tăng cường năng lượng và sức sống cho người thực hành. Ngọc Trang hy vọng quý vị sẽ có thời gian và cơ duyên tìm hiểu. Biết đâu đây sẽ là phương pháp giúp chúng ta cân bằng cuộc sống, kiềm chế được cảm xúc và luôn tràn đầy năng lượng. Đường link hướng dẫn chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Nếu yêu mến chúng tôi, đừng quên share video hoặc tham gia group và fanpage của Hành Trình Tương Lai trên Facebook. Chúc quý vị và các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và nhớ đón xem các bản tin tiếp theo của Hành Trình Tương Lai quý vị nhé!